Sáng ngày 21 tháng 10, tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tham gia tìm kiếm của Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và đại diện gia đình 13 ngư dân còn mất tích tổ chức họp, báo cáo tình hình khả năng tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tại buổi làm việc, chị Đặng Thị Ngọc Huyền, trú xã Tam Giang, người nhà thuyền viên Đặng Minh Vương đang mất tích, bày tỏ cảm ơn chính quyền các cấp đã hỗ trợ tìm kiếm những ngày qua. Chị Huyền cho biết, theo lời những người trở về nói rằng khả năng những người chưa tìm thấy là đã mắc kẹt trong khoang tàu nên không thể nào ra ngoài được. Vì thế chỉ tổ chức tìm kiếm ở trên mặt nước thôi là sẽ không thể tìm được. Tại cuộc họp, đại diện lực lượng tìm kiếm cho biết, hiện tàu CSB-8002 đang chỉ huy toàn bộ cuộc tìm kiếm ngư dân mất tích. Hôm qua, tàu 467 của quân chủng Hải quân chở người dân về đất liền thì bổ sung ngay một tàu khác vào để tham gia tìm kiếm. Dù đã mở rộng khu vực tìm kiếm lên đến 60-70 hải lý so với vị trí hai tàu chìm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan, chưa phát hiện thêm chi tiết gì. Theo Trung tá Hà Sơn Quý, khu vực tìm kiếm đã được quần thảo, mở rộng ra thêm nhưng không có hiệu quả nên đại diện vùng 3 Hải quân đề nghị kết thúc tìm kiếm trong hôm nay. Kết luận cuộc họp, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, các ý kiến của chính quyền, của thân nhân sẽ được báo cáo Bộ Quốc phòng để có phương hướng tìm kiếm cứu hộ tiếp theo. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm đến hết ngày 22 tháng 10. Thông báo các tàu làm nhiệm vụ, các tàu hàng hoạt động gần đó vẫn tiếp tục quan sát khi phát hiện thi thể sẽ trục vớt,